Chiều ngày 1 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 ở một số doanh nghiệp sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ trong khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Nam Anh, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân đang triển khai tiêm vaccine cho 260 công nhân. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã trực tiếp đi kiểm tra từng khâu tiêm vaccine, nơi ăn ở, làm việc của công nhân cũng như động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đến kiểm tra tình hình hoạt động tại công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hoa Sen, khu công nghiệp Tân Tạo và đề nghị công ty tuân thủ tốt các quy định về phòng chống dịch. Riêng đối với lực lượng giao hàng, công ty trang bị băng rôn đeo tay cho anh em để tiện lợi khi lưu thông trên đường. Sau đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đến kiểm tra công ty cổ phần môi trường Việt Úc, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, đang làm nhiệm vụ đốt rác thải y tế. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị công ty làm tốt công tác xử lý rác thải y tế để đảm bảo vấn đề môi trường cho thành phố Hồ Chí Minh, cũng như nâng công suất hoạt động của nhà máy để xử lý rác thải cho thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cũng đến kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Logen Việt Nam, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Trực tiếp đi kiểm tra nơi ăn ở làm việc của cán bộ công nhân, đồng thời đề nghị công ty cần bố trí đội ngũ y tế trực tại công ty. Theo đại diện công ty, hiện có 100 trên 300 công nhân ở lại công ty làm việc. Công ty bố trí 3 khu ở cho công nhân và xét nghiệm định kỳ theo quy định. Sau khi đi kiểm tra các công ty, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức yêu cầu ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương đề nghị các công ty hoạt động sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ phải xét nghiệm thường xuyên cho công nhân, bố trí phòng cách ly và đội ngũ y tế để kịp thời xử lý vấn đề sức khỏe cho cán bộ công nhân. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động 3 tại chỗ chưa đảm bảo các yêu cầu phải tạm ngưng hoạt động để khắc phục. Sau khi doanh nghiệp khắc phục xong, tiến hành kiểm tra nếu đảm bảo yêu cầu mới cho doanh nghiệp tiếp tục sản xuất. Bên cạnh đó, ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương trao đổi với doanh nghiệp lên kế hoạch để thành phố Hồ Chí Minh bố trí vaccine tiêm cho công nhân ở các doanh nghiệp sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ trong tháng 8 này.